Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Hỷ Thiên TV trong phần chơi Diablo 2 Resurrected cùng với cốt hệ Pháp Sư Necromancer. Trong tập trước thì chúng ta đã hoàn thành được độ khó Normal và trong thời gian giữa hai tập thì mình cũng đã đi farm để lên được cấp độ 31 và còn có thể farm được nữa. Ở bên Normal á thì ta có thể farm ở Frigid Highland nè. Chạy ra đây chứng trưởng mấy cái tiểu con này và được kinh nghiệm. Oh yeah, và có gì đây? Từ từ bình tĩnh, đây là gì? Có mấy con này nhiều chuyện thì mình xử nó luôn ha. Bây giờ đừng có nhiều chuyện bị xử đó. Và coi coi, Playborn. Cây này là A-class. Rồi bán lấy tiền thôi. Level cũng thấp, nhưng mà A-class thì không có thông dụng lắm. Và cây này cũng không có gì đặc biệt luôn. Ta triệu hồi thêm bé Golem nữa. Và ta có thể chạy xuống đây luôn nè. Ở đây sẽ có hai chỗ để farm. Mới normal thôi, nhưng mà vẫn có thể farm được ha, để lấy kinh nghiệm. Rồi và bắn em này nữa. Rồi và hất được cái chân. Cái chân này có thể là Saigon theo mình dự đoán. Rồi vô fan Saigon chính xác luôn. À, giờ mình sẽ giữ cái chân Saigon lại. Ta chạy về mở cửa luôn đi cho nhanh. Và ở normal á, nếu mà ta muốn farm lên cấp độ 35 á thì còn một chỗ nữa là Waterton Keep, nhưng mà trong này đi hơi xa cho nên mình không có đi. Mình đi hai chỗ này cho nó gần, với lại nó cũng thoải mái nữa. Normal Eldritch đã rớt cho mình một cái Sol Rune luôn. Đã quá. Đang farm cấp độ gần lên 31 rồi, cho thêm Sol Rune nữa là tuyệt vời luôn á. Sau khi đã farm xong xuôi thì mình sẽ cần phải quay ngược lại đây nói chuyện với bà Akara để reset điểm. Và bang, ta sẽ reset điểm lại hết. Giờ mình sẽ cần phải nâng lại. Đầu tiên là nâng vô 47 Dexterity. Nâng lên. Đang nâng từ từ đây. 45, 46, 47. Và mình chỉ tính điểm trắng thôi nha. Mình không tính điểm xanh. Tại nhiều khi chúng ta tháo đồ ra một cái hết xài được. Đó là lý do vì sao mình luôn luôn tính cái điểm trắng ở bên dưới là base value. Rồi chỗ này ta sẽ cần phải coi để nâng thêm Dexterity. Ở đây mình đang có 23 điểm. 123 điểm á. Thì có thể là 100 nâng vô máu, 23 điểm nâng vô Dexterity. Ta nâng 23 điểm trước đi. Là được 28% block. Và pen 100, 333 giọt. Số cũng đẹp dữ ha. Rồi vô trong phần summoning thì ta có thể cần phải có một cây golem. Và vô đây curse. Curse thì có thể nâng Decrepify cũng được, nhưng mà mình sẽ tùy theo tình hình mình có nâng hay không. Bây giờ ta chỉ nâng một Thief và nâng một Bone Armor. Nâng cho đúng nha, nâng không đúng là phê lắm đó. Rồi ở đây đang có cộng 1 là nhờ đồ, là cái cây mình đang cầm á. Và ta sẽ nâng xuống đây, nâng xuống đây. Rồi và nâng điểm 1 trước, rồi quan sát. Chủ yếu của mình sẽ là Bone Armor, hay là cái chiêu của bắn này nè. Cho nên mình sẽ nâng maximum, dồn hết điểm vô. Bây giờ còn dư lại 14 điểm thì mình sẽ nâng thẳng vô trong Bone Prison. Và còn dư nữa suy nghĩ, ta có thể nâng vô Bone Wall để tăng cái sát thương của cái Bone Spear lên. Tại vì nó sẽ có liên kết nè. Đầu tiên là Thief, Bone Wall, Bone Prison, Bone Spirit, và xuống dưới tới này luôn á. Nhưng mà ta sẽ cần phải nâng ba cái chiêu này trước, thì ưu tiên là Bone Spear, sau đó là tới Bone Prison. Giờ để suy nghĩ coi, nếu mà lên cấp thì ở đây mình cần phải có 6 điểm để cho được maximum là 6 cấp á. Vậy ta nên giữ lại đi ha. Còn nếu mà cảm thấy không cần giữ, giờ để qua Nightmare trước đi. Nếu mà qua Nightmare cái sát thương này không đủ á, mình sẽ nâng cho nó lên cái Bone Wall này luôn. Và ta có thêm được cái Bone Armor, là cái áo giáp xương. Áo giáp xương hấp thụ sát thương. Mở lên cái kệ chưa, zoom vô coi coi. Đó, một đống xương bao xung quanh. Nó có 3 chạc là có thể hấp thụ được 3 lần á. Sau đó chúng ta phải búp lại. Và cái Bone Armor này nó có liên kết với lại Bone Wall và Bone Prison. Nghĩa là chiêu dưới. Hai chiêu dưới này nè. Thì ta không có cần phải nâng cái này nhiều. Khi mà nâng ở dưới đây, nó có liên kết lên phía trên, là nó sẽ cộng lên thêm. Ok luôn ha. Giờ ta sẽ bắt đầu Nightmare. Mình sẽ chạy qua đây nói chuyện với bà Ankara để lấy nhiệm vụ đầu tiên. Rồi, đường ra nằm ở phía trên. Thì ta ra ngoài kiểm tra xem với cái sát thương như vậy
thì có thể hạ gục được con nào không nha? Đâu mấy em quái đâu, chưởng cái coi, ấy chạy. Và chưa xỉu, chưa xỉu thì có thể suy nghĩ để chúng ta nâng thêm cái Bone Wall. Và đây là cái chiêu Bone Prison nè, đóng lòng lại một cái ở chổng, không biết phải làm gì luôn. Rồi chưởng thôi. Và ví dụ như mình đi trên đường, mình gặp một đám zombie như vậy, mình đóng cái Bone Prison vô một cái mình đứng ở ngoài mình chưởng, và không thể nào mà nó chạy vô quánh mình được hết á. Ví dụ như mấy con này cũng vậy nè. Nhưng mà chơi cái Bone Prison này á, nó chỉ có một cái á, là ta phải chờ nó hết thời gian thì mới vô lụm đồ được ha. Giờ anh đệ có thể cố gắng tìm cách chui vô chổng đánh mấy cái con đó, nhưng mà thật là tội nghiệp ảnh. Anh đánh như vậy sẽ mất máu đó. Con này bắn khó chịu quá, bao nó lại luôn. Và không phải đặt một cái mà đặt một đống được luôn nha. À, đặt tới chừng nào mình hết mana luôn á, anh đệ cũng bị nhốt chổng luôn, vui lắm. Hỏi con ở đâu rồi, hết thấy luôn. Phải nhìn cây máu ở trên cái để bắn cho nó một phát, thì ta sẽ có được chiến thuật. Đây là chiến thuật gọi là đóng lòng lại một cái và xỉa, lấy tâm xỉa răng ra chọi xỉa chúng một cái, chơi phi tiêu chúng một phát, nhỏ xỉu mất tiêu luôn. End of Evil, bước xuống đây. Ở trong đây là nhiệm vụ cần phải làm, tại vì cho một lần reset và cho thêm một skill nữa ha, nó rất là có lợi luôn. Còn lại một em trong đây, và em này nếu bu vô đóng lại, nó sẽ đánh cái Bone Prison, hay là cái đây là cái nhà tù bằng xương, và nó sẽ có 427 giọt ha, nguyên một cái khu này luôn nè. Và nó đứng ở chổng thôi, nhưng nó làm gì nữa giờ. Cái nhà tù bằng xương này sẽ tồn tại trong vòng 24 giây, sau đó nó sẽ biến mất. Cho nên chúng ta có thể tranh thủ thời gian bao mấy con quái lại, bảo vệ cho mình, xong rồi mình chưởng ầm 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 vô luôn. Giờ ta đi qua Copeland mở waypoint thôi, sát bên luôn nè, hên ghê không. Chạy qua luôn. Và cái áo giáp xương này á, khi nào mà nó giảm xuống thì ta sẽ cần phải làm thêm. Ta chỉ cần bật lên lại thôi, đơn giản. Nói chuyện với bà Akara. Mình đã đến Tony Field. Giờ chúng ta sẽ quăng xương ra nhiều nhiều vô, bao hết luôn. Đây là một cánh đồng xương bất tận. Con nào vô là cũng sẽ bị bỏ vô chổng. Thì cái chiêu tạo Bone Prison đó nó hơi hao mana một chút ha. Rồi để bao lại. Nó sẽ bắn vô bức tường xương, và mình sẽ không bao giờ bị dính sát thương. Quá dữ. Còn cái em này hay chạy lắm nè. Giờ là hết chạy nghe con. Rồi. Đó, tiếp tục. Ê, rồi xong. Rồi, lỗi kỹ thuật, lỗi kỹ thuật. Cái này là không có được nha. Cho dù đặt cái bao khu này lại á, thì cũng phải né mình ra chứ. Mình nghĩ sao mình tự nhốt bản thân là không có được. Cái đó nguy hiểm lắm luôn á. Bây giờ chúng ta xử những cái con còn lại thôi. Ở đây là chỗ 5 cục đá nè. Mình đã tới được Darkwood và thấy cái cây. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Rồi, 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 thấy mấy con đó rồi. Và mấy con này nó làm rất là ghê ha. Mấy cái con nhỏ nhỏ đâu ra vậy? Đi ra chỗ khác chơi đi. Rồi khi chúng ta bao cái hầm ngục, cốt lao, cốt lao, cút ngục gì đó, nói chung là chơi cốt lao đi, thì bỏ vô chổng một cái là tụi nó chỉ đánh cái cây đó thôi và không đánh mình. Còn nữa không? Hết rồi. Bao lại một cái cho mấy con nhiều chuyện nó không có chạy vô ha. Ví dụ như con cung nè, nó sẽ bắn bức tường, tất cả đều bắn bức tường hết, nhưng mà không bắn mình. Và lên cấp thì ta sẽ nâng vô Dexterity và máu. Giờ máu cũng tạm ổn, Dexterity mới 30% mà. Nâng lên miếng nữa. Gì vậy, gì vậy? Anh đệ. Và ở đây mình đang có dư điểm thì mình có thể nâng một Bone Spear, một Bone Prison. Như vậy nó sẽ từ từ được nâng đều lên với nhau. Và level 33 rồi. Giờ ta chạy qua bên Black Mask mở waypoint luôn. Đã thấy được waypoint của Black Mask. Là gì đây? Đặt lộn. Rồi hên quá vẫn bấm được waypoint ha. Bây giờ quay về. Chúng ta sẽ chạy qua đây nói chuyện với bà Ankara. Cái này là quá quen thuộc rồi ha. Để bà ấy giải giùm tờ giấy này. Và mình sẽ đổi sang một cái khiên mới. Hay là cái đầu này mới nè. Thì ta sẽ có ở đây
một cái đầu cộng 3 Bone Spear cộng 1 Necromancer skill, nhưng cái thiếu của nó sẽ là cái đỡ. Ở đây 30% Factor Block Ray á, hai dòng đầu tiên á, 30% và 20% thì ta hy sinh để tăng được thêm sát thương lên. Rồi và nó giảm xuống đây chỉ còn 20% block thôi à. Thì ở Nightmare thì cái block này cũng chưa có quan trọng lắm đâu. Qua Hell chúng ta mới thấy được cái tác dụng nhiều. Và như vậy là Bone Spear của mình sẽ lên được 16. À không, lên được 22 chứ. Cái gốc là 16 cộng thêm 5 skill luôn. Và cái đầu này có hai lỗ, ta có thể cho hai viên Perfect Diamond vô trọng để mình có được cộng kháng. Mình đã mua máu xong xuôi, bây giờ ta quay lại Stonyfield để giải cứu Darker Ken. Và giải cứu Darker Ken thì là một cái nhiệm vụ làm cũng được, mà không làm cũng không sao. Chủ yếu là làm nếu mà sau này cần mở waypoint, không mở thế giới bò chứ. Cái gì vậy? Đi ra cho tôi nha. Thì ta có thể thoải mái mở thế giới bò 300 mấy tới 400 mấy sát thương ma thuật. Bước vô giải cứu Darker Ken thì rất là đơn giản. Rồi bạn chỉ cần vô đây, vậy là xong. Nếu mà cảm thấy bị tấn công ghê quá thì ta chỉ việc cho mấy cái con này chui vô trong lòng hết, ôm ấp tụi nó. Quất bên này lên. Đó, ơi ơi ơi, coi chừng, coi chừng. Làm gì mà hả, vượt qua được hay vậy? Nhiều khi tụi nó bắn bể mấy cái Bone Prison đó là bình thường ha. Không có gì lạ hết trơn hết á. Có con chùm nữa nè, hàng gì. Chùm thì đánh mạnh thôi. Có một cái con Shaman ở đâu đó đang chịu hồi lại hoài. Anh đệ có nguy cơ. Ảnh đang rất là sung. Con này đi ra cho tôi coi. Và rất là được. Blind play. Để coi cái blind play đó mấy lỗ. Có con Shaman trên đây hèn gì. Nhiều chuyện nè. Nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ qua bên chỗ của Countess để farm rune luôn. Và được cái nhẫn. Không có gì đặc biệt. Ăn lại bà Akara một cái. Đã tới được tòa thành của Countess. Thì theo bản đồ, tòa thành cũng ở hơi xa so với cái waypoint. Waypoint nó ở sát bên thì việc farm rune nó sẽ đỡ hơn. Và vừa mới xuống, chúng ta sẽ cần phải xuống 5 tầng. Mình đã tới tầng 5. Rồi, mấy em này làm ghê quá. Cứ từ từ. Ở chổng luôn đi. Nó khỏi chạy ra luôn. Bây giờ mình cũng không vô được luôn. Chúng ta đứng ở ngoài chuẩn vô một cái và thấy có cái gì bắt lửa ra ghê vậy. À đó là Countess chơi lửa cộng với Countess văn điện. Xong, đứng ngoài chuẩn vô thôi. Cây này, này lụm chơi vui thôi, mang về kiếm tiền. Rồi vô đây, còn gì nữa. Đó, có được Odd Rune và Ed Rune. Thì Ed Rune cũng không cần thiết lắm ha. Ta coi coi, cái khiên có gì đặc biệt. Khai siêu. Khiên Factor Lock Ray đem về bán kiếm tiền. Kiếm tiền từ mấy con quái thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Mình đã farm Countess lên được level 36. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải cho vô máu thêm miếng nữa. Và bên đây Poison and Bone cốc, cốc. Còn dư lại 3 điểm. Cứ từ từ sắp maximum được cái điểm Bone Spear rồi. Vậy là ta sẽ nâng được Bone Prison với lại Bone Wall kế tiếp á. Đây và kế tiếp là xong nha. Rồi và mình đã farm được những cái rune cần thiết để ta làm rune world. Thì đối với Necromancer không cần phải làm rune world spirit. Và đối với Necromancer, nếu bạn chịu khó farm Nightmare Countess thì sẽ có được một cái rune world rất là xịn để làm cho cái cây hai lỗ. Phải là một cây gậy hai lỗ nha, gậy phép của Necromancer. Và nó nếu mà có cộng sẵn Bone Spear giống như mình ở đây thì càng tốt. Nếu không cộng thì chịu thôi, phải cố gắng hết sức để tìm được. Và như mình cũng có nói trong phần chơi normal, chúng ta cũng tìm được cây này cộng 2 Bone Spear từ ông Trocknan thì cố gắng mua. Mình sẽ cần phải có Dawn và IO để làm được Rune World White. Và cái Bone Spear của mình hồi nãy là cộng 2, bây giờ là cộng 4. Và nó còn cộng thêm Bone Armor, nhưng cái quan trọng là nó sẽ có thêm
3 poison and bone skill luôn, nghĩa là cộng lên nữa. Đã chưa? Đã. Rồi nó sẽ có 20% faster cast rate ha. Và ta sẽ cần phải đổi sang rune world lore, odd và son. Thì bây giờ mình mới có một cái son thôi. Nếu muốn có thêm một cái son nữa, ta sẽ cần phải có 3 cái em. Em đâu? Đây. Còn một cái em. Và để nhớ coi bỏ cái nào cho đúng đây. Bấm, không đúng, rồi. Không đúng. Là mấy cái này hả, ta phải bỏ cho đúng nha. Lên được son ha. Rất đơn giản. Rồi bây giờ đổi cái nón này một cái. Tất nhiên là cộng thêm một nữa. Đã liền. Và ta cần phải có cái cây cho anh đệ. Anh đệ đâu? Anh đệ thật là tội nghiệp. Nãy giờ nhiều khi mình phải hả tạo bone prison á, để bảo vệ ảnh dữ lắm luôn á. Nó không ảnh xỉu á. Rau thia thao son. Để ra một cái. Cứ từ từ. Bình tĩnh. Cất tiền vô. Anh đệ đang cầm một cái cây cũng rất là bình thường. Và ta làm runeware inside. Ảnh cầm lên sát thương cao hơn, giải quyết về vấn đề mana cho mình luôn. Và Rau thia thao son. Level 16 meditation aura. Cũng ok. 16 là cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà tại sao Dexterity 80. Ảnh phải lên một cấp nữa. Dexterity anh mới có 79 thôi à. 79 đó. Không thể nào chấp nhận được. Anh làm chuyện gì kỳ vậy? Anh để thiếu 1 mới chịu. Thiếu 2 không nói, thiếu 1. Và Bone Spear của mình level 19. Nhưng hiện tại level 19 là gốc. Và nó cộng lên tới level 31. Dữ chưa? Sát thương của Bone Spear là 800. Khủng khiếp chưa? Và có những cái điểm này cũng được cộng lên thêm nè. Đã liền. Rồi vô mua mana một cái. Một con quái nó tặng mình cái shell rune luôn kìa. Nhưng mà anh đệ thì xỉu mất tiêu rồi. Ảnh phải đổi cái cây thì ảnh mới mạnh được chút xíu. Ảnh là cũng bằng cấp với mình á. Ảnh mà yếu cấp hơn nữa thì ảnh còn mau xỉu hơn nữa. Đã tới được cửa tu viện. Mở cửa. Wow, làm gì vậy? Làm gì căng thẳng vậy? Rồi mở cửa ra coi. Chặn lại. Đã thấy có con gì trưởng nhìn ghê vậy? Shaman thôi phải không? Shaman làm quá. Nè. Shaman nhưng mà dạng Elite Monster. Thì xử nó luôn thôi. Không vấn đề gì hết. Chúng ta vô đây. Và tội nghiệp anh đệ luôn á. Bây giờ mình sẽ về mua lại ảnh một cái. Mình đã quay lại Outer Cloister. Và thấy được đường đi chính xác. Giờ vô trong đây á. Nó rất là chật hẹp. Đó. Nhiều khi quất cái này ra nè. Thì nó sẽ bao hết cái khu này luôn. Mà đi qua không được. Thì chúng ta sẽ linh động. Chỗ nào cần quất cái bon won như vậy thì quất. Đã tới được chỗ tên thợ rèn rồi nè. Rồi. Ê. 7. Nãy mình chơi á. Mình quăng vô. Nhưng mà cái vấn đề là mình dính ở chổng luôn. Không có được. Chúng ta phải quăng sao á. Mà mình vẫn còn có thể đi ra được ha. Vậy là giống như tự làm cho bản thân không còn đường thoát. Giờ chúng ta chạy xuống đây. Đi qua bên chỗ treo level 1 luôn. Ở đây thì đi qua 3 tầng để tới Inner Cloister. Mình đã tới tầng 3 của treo và thấy đường lên Inner Cloister. Chúng ta bước lên trển. Và bây giờ mở waypoint xong chạy về nhà. Đổi cái cây cho anh đệ một cái. Đầu tiên là đưa cây búa cho cô Chasi nè. Đổi cái cây cho anh đệ. Cây đâu? Đây, inside. Rồi, đổi giùm đi nha anh ơi. Cái này dục luôn cũng được nữa, không sao đâu. Và ta nâng kêu. Nâng điểm 20 maximum. Góc là 20. Cộng được 12 điểm là 32 luôn. Đã chưa? Rồi bây giờ khi mà mình nâng thêm chiêu Bone Prison. Sát thương sẽ được tăng thêm cho Bone Spear. Và còn gì nữa? Ở đây chúng ta sẽ nâng thêm bên này. Quay lại Inner Cloister. Bây giờ có được cái inside để hồi mana rồi đó. Thoải mái hơn. Rồi có gì đây? Con gì kìa? Mấy con này là không có chuyện mà đóng nó lại được đâu nha. Tại vì nó là hồn ma, nó bay xuyên qua luôn. Rồi có con này thì đóng nó lại được nè.
Giờ em kháng lửa và kháng băng. Quá dữ. Bình tĩnh mấy đứa. Mấy đứa không có bình tĩnh gì hết. Để tôi chưởng ầm ầm à. Đâu để kiểm tra cái nhẫn cái rồi chúng ta đi xuống dưới catacomb luôn. Không có gì đặc biệt ha. Giờ đi xuống dưới catacomb. Mình đã đi qua 3 tầng của catacomb và đây là nightmare nên mình sẽ mở cái waypoint ở tại tầng 2. Và giờ ta xuống tầng 4 để hạ gục anh Dariel. Gì đây, bình tĩnh. Và thấy mấy con này. Quất. Mở cái cửa đằng đó. Rồi vô cứ xử thôi. Nếu cảm thấy tụi nó chạy lung tung quá, bao dây lại hết. Không có cho chạy lung tung nữa. Đi thì cũng đi vừa phải thôi. Đi lung tung tùm lum hết. Có mấy cái con zombie nhỏ nhỏ này thôi. Nhiều khi chúng ta phải tắt đồ xuống ha. Để khỏi thấy mấy cái món đồ nữa nó che hết trơn. Đó. Rồi mấy em. Hiểu hết giùm đi. Tới khi nó bể là nó bể một lượt luôn à. Chuẩn bị. Ê có chừng. Rồi nhốt lại. Hết vô luôn. Giờ phải chờ hai mấy giây nữa. Và tối đa là hai mấy giây à. Nó mới hơn được đâu. Ủa anh Dariel chạy ra luôn rồi. Nhốt lại. Xong. Đó giờ đứng ngoài chưởng vô thôi. Không có cần gì nhiều hết á. Chỉ cần nhốt lại và chưởng vô. Xả láng luôn. Hai mươi mấy giây nữa là ta có thể vô chổng được. Dùng đi vui đúng không? Bởi vậy khi mà chơi Necromancer có nhiều trò vui lắm. Ở normal á, nếu bạn cảm thấy đánh khó khăn quá, quăng Golem ra, Iron Maiden lên cái. Còn qua đây chơi Bone Spear là như vậy á. Ta kiểm tra cái tay coi. Mình đang giữ thêm mấy bình mana trong này. Đây là Super Mana. Thôi xài cho hết mấy cái bình nhỏ nhỏ này cái đi. Rồi lát nữa đổi tiếp ha. Lát nữa đổi tiếp. Đổi cái bình Super lên. Rồi ta có được cái tay. Chúng ta coi những cái món mà giá trị thôi. Gì vậy? Cái kiếm đó phải để bên đây. Rồi thôi coi luôn đi. Đang có sách giải mà. Martial Art cộng 1. Level mấy? 21. Nhưng mà nó không có tốc độ đánh ha. Nếu có tốc độ đánh thì cái tay đó rất là ngon. Đã tới màn 2 và mình cũng đã dọn dẹp đồ sạch sẽ xong xuôi hết này nọ luôn. Để chúng ta đi cho nó thiệt là thoải mái. Và ra đây. Chắc chắn là ra đây. Đi gió nhanh. Bước xuống đây. Rồi một ở dưới đây, hai trên kia và bao dây lại. Làm ghê quá mấy đứa. Và đường xuống tầng 2 lại nằm ở phía trên nè. Cho nên đi từ phía bến cảng xuống nó sẽ rất là nhanh. Tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Đã thấy Radamen. Rồi quăng vô. Chiến thuật của chúng ta sẽ là hạn chế bị tấn công hết sức có thể. Chỉ đứng ở ngoài chưởng vô thôi. Đó và chưởng vô. Xong. Giờ chờ cái này nó bung ra một cái. Mình bước vô chổng. Mình đang nâng máu lên trước. Và Bone Prison còn 5 cấp nữa là xong ha. Lát nữa chúng ta sẽ có thêm được một skill nữa. Rồi nó bung rồi kìa. Cái nón gì đây? Hai lỗ không? Một lỗ và cũng không cộng gì đặc biệt hết trơn hết á. Giờ để bấm cái này luôn đi. Thêm được một skill và chưa nâng được. Chưa nâng được thì nâng lên đây. Bone Wand. Và cái phần Bone Armor mình nâng có 1. Nhưng mà được cộng tới, lên tới 9 skill thì cộng được 400 Absorb Damage luôn. Cũng rất là tốt. Và bây giờ ta cần phải mở cửa quay về. Cái cuốn nó không có cần đem về cũng được ha. Ta nói chuyện với Atma. Xong xuôi. Chạy lên trên đó mình sẽ đổi anh đệ lại. Ta sẽ đổi sang anh đệ Holy Free. Quăng ra. Nói chuyện với Chris. Holy Free Aura. Level nào là cao nhất? 37, 38. Ok. 38 nè. Holy Free. Chọn. Đổi. Và tiếp tục. Chúng ta sẽ cần phải làm hết những nhiệm vụ còn lại thì mới xong được màn 2. Và khi đi ra đây, nếu mà hên thì mình sẽ tìm được cái đường đi qua nơi kế tiếp ở sát bên. Còn không thì ta đi một vòng thôi. Mình đã tới Far Oasis. Đã mở waypoint và cũng đã thấy được cái hang. Đang xử lý mấy con này một cái. Giờ có điểm. Chúng ta sẽ nâng vô Bone Prison. Tăng lên thêm được miếng. Thì ta sẽ không có sử dụng Bone Spirit ha. Bone Spirit là chuẩn cái cục ra xong rồi nó dí theo thôi. Cái đó nó cũng không có được tốt lắm. Và ta đi xuống đây. Cần phải đi qua 3 tầng để tìm cây gậy.
ở đây có một cái áo rất là thú vị, cộng 15% enhanced defense luôn kìa, ghê chưa. Và đây là cấp độ cao hơn của cái áo ở màn 1 á. Cái áo này nó còn cấp độ cao nữa là Dust Round. Nếu mà là Dust Round mà cộng 15% như vậy là quá tuyệt vời luôn ha. Nhưng không có được Dust Round rồi. Bây giờ vô trong đây để mình dựng cái bức tường lên, dựng cái Bone Wall thôi à, không có dựng cái Bone Prison ha. Cho nó nhỏ nhỏ thôi. Don't Run. Ok. Rồi còn mấy em này nữa, để bước vô luôn. Thử được con gì nữa thì xử. Lấy cái Don't Run về. Áo này, suy nghĩ và quăng ra một cái. Kiểm tra. Rồi không có gì đặc biệt. Chắc lấy cái Dust Round này về luôn á. Ta mở bên đây lên lấy cái cây. Hết chỗ. Dục mấy này ra luôn đi. Lấy cái cây đi về là được. Mình đã tới Lost City và đã thấy đường qua Valley of Snake, hang rắn đó. Ta sẽ bước xuống đây để tiếp tục làm nhiệm vụ ở màn 2. Và cần phải tìm đường xuống tầng 2 luôn. Đã thấy đường xuống tầng 2, bước xuống đây. Rồi, bây giờ bao lại. Mấy con ở trên thì trưởng ha. Mấy con ở dưới này thì chặn lại bớt. Ở dưới này vẫn trưởng lên trên được, không sao hết. Có con này biết đường chạy qua, khôn dữ. Rồi qua đây, xử lý bên này luôn. Đây, tôi giúp một tay cho. Rồi có con Radamen nào ở bển á. Chạy qua bển. Đâu, 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 đâu. Raise Undead hả? Sạch sẽ rồi. Còn bé xương thôi, cho một chưởng. Hồi máu lại một cái. Chúng ta sẽ cần phải lấy cái cây này bấm một phát. Mở cửa quay về. Ở đây nói chuyện với ông Rocknan. Rồi, mở nhiệm vụ lên. Ở màn 2 thì nhiệm vụ nào cũng phải làm hết trơn hết á. Tại làm nhiệm vụ chính là làm luôn cả nhiệm vụ phụ nữa. Đi xuống đây. Ở đây thì rất là đơn giản. Đi theo bờ tường thôi. Mình đã tới tầng 3. Giờ mình sẽ dựng tường lên. Để mình chưởng mấy em này. Hết mana luôn mới ghê. Wow wow. Bình tĩnh. Rồi và cái cây này là của Assassin. Kiểm tra. Dragonfly hả? Em về bán lấy tiền. Ố dè luôn. Lenderbor kìa. Bị nó tán là cũng mệt luôn đó nha. Lenderbor đó. Rồi để xử lý mấy con này. Cái coi anh để có chân. Có nhiều món đồ thú vị quá. Phải coi mới được. Đầu tiên là cái này. Hai lỗ Battle Command. Cộng 3 Battle Command luôn. Không chơi. Cái đó cộng 3 Battle Order thì được. Đã tới cái khu chính giữa rồi nè. Nãy mình bấm lộn. Cái mình bao cái tường xương xung quanh mình luôn. Rồi anh đệ. Anh đệ sung quá. Rồi anh sung gì thì sung đi nha. Chúng ta kiểm tra cái nhẫn cái coi. Cũng đâu đi ra được đâu. Phải chờ ha. Nó có một cái nữa là Unsummon thì không có chơi được. Khi nào mình triệu hồi Golem đất nè, mình bấm Unsummon, nghĩa là mình không muốn bé này xuất hiện nữa thì mới được. Còn bức tường đó là theo thời gian, bắt buộc phải đứng chờ. Rồi giờ lụm mana một cái. Có Super Healing và cái cửa. Mở vô đây, mở bên đây. Ra đây. Tất nhiên lại mở waypoint nữa rồi. Và đi tìm con đường đúng. Lên cấp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nâng thêm Dexterity để có được Max Block ha. Cái này còn lâu lắm, cứ từ từ. Và ta sẽ nâng vô đây. 19 rồi, sắp 20 luôn. Sắp maximum được 2 skill. Và đây là con đường chính xác. Chưởng lên cho một cái. Hiểu nha cưng. Nhiều chuyện hả. Ở đây thì cứ chưởng lên thôi. Và coi cái áo một cái coi. Bỏ luôn. Mở cái thùng bên đây. Không có gì đặc biệt lắm. Chúng ta qua đây. Mở nhiệm vụ. Nãy như mới thấy mặt trăng đúng không. Mới thấy mặt trăng. Đã thấy được ngôi mộ ở trong nhiệm vụ. Mặt trăng lưỡi liềm. Đây. Chúng ta sẽ bước xuống đây. Đi tìm chỗ cắm cây gậy. Sau khi đi hết nguyên một cái hầm mộ này luôn. Thì mình đã tìm được chỗ để cắm cây gậy. Ôi. Phê quá. Phê quá. Gì đây. Gì đây. Thiệt tình luôn á. Để chúng ta sẽ chơi thêm nổ xác ha. Chúng ta chưởng vài phát rồi cho nổ xác. Cho nó nhanh. Có những cái con á hả. Nó dai. Thì cho nổ xác luôn. Rồi vô đây, vô đây. Chuyển cây. Cắm cây gậy vô. Ping.
rồi hội tụ sức mạnh lại. Đó, từ từ bình tĩnh. Đang hội tụ sức mạnh lại một cái. Đây, tập hợp sức mạnh. Chúng ta sẽ quăng vô trọng. Quá dữ luôn. Đẹp chưa? Hình ảnh này lúc nào cũng đẹp hết trơn ha. Và chơi Bonnecrome mình sung lắm. Mình không có cần phải về uống thêm kháng băng nữa. Kháng băng mặc dù mới có 13 thôi, nhưng mà vô chơi luôn nè. Bước xuống nha, bước xuống nha. Ta sẽ chuẩn bị sẵn Bon Prison nhốt lại. Nhốt lại. Rồi đó. Bảy rồi. Anh để. À, anh để, anh có thể làm ơn anh đi ra giùm tôi được không? Rồi, đưa Real ở trỏng luôn rồi đó. Ta chỉ cần có đủ mana là chơi ha. Ở trỏng rồi. Chỉ có nước là nhìn anh đệ thôi. Bao dây thêm mớ nữa. Làm được gì bây giờ? Không thể nào lướt ra được. Đứng chịu trận. Bậy nha. Nó hết thời gian. Rồi xong. Khi vừa hết thời gian thì bé chùm cũng nằm một đống luôn. Rồi từ từ để cái vụ rung lắc này nọ xong đi. Chúng ta coi đồ rớt gì đặc biệt nè. Có mấy món mình muốn kiểm tra. Có cái áo giáp kìa. Ancient Armor. Cây này hết chỗ luôn rồi. Kiểm tra cây này trước. Very slow. Cái này cộng kháng cũng nhiều nè. Mấy cái đó đem về bán nó có giá trị. Cái áo có thể đổi cho anh đệ được. Dây nịt 8 slot. Ở đây 8 slot. Cộng kháng. Ở đây kháng điện và kháng lửa. Kháng nó hơi ít ha. Nó chỉ có kháng điện 30 thôi. Rồi đổi lên cho ảnh. Giảm kháng xuống chút xíu. Nhưng không sao. Ảnh chơi áo giáp xịn lắm. Và để coi thêm cây này nữa đi. Ta coi cây này sát thương sao. 4-16 rồi thôi dục luôn. Cái cây cây so ở bên đây á, là cây kiếm bự hai tay ha. Thường thì nó không có gì đặc biệt đâu. Đã tới màn 3 và mình cũng đã bán hết những cái món đồ vừa nãy. Bây giờ đi ra đây chờ chút xíu cho cái ông đó ông đi qua một cái. Đây là một cái mà bắt buộc chúng ta phải làm ha. Tại vì mình cũng đã có thử. Mình không có chờ ông đi ra á, cái mình đi luôn á. Thì nó không có rớt được cái cây figurine là bức tượng bằng ngọc của nhiệm vụ đầu tiên của màn 3 ha. Nó không rớt ha. Đã có bức tượng bằng ngọc rồi. Và cái chiêu nổ sát phục vụ rất là tốt. Thì nổ sát á, ở normal chưa thấy có xi nhê gì đâu. Ở nightmare thì cũng thấy cũng ok. Nhưng mà cái sát thương của nó sẽ tỏa sáng cao nhất là ở heo ha. Khi mà những con quái á, nó có rất là nhiều máu và nó cũng mạnh nữa. Hên ghê luôn. Đã thấy được Spider Caven rồi nè. Bước xuống dưới đó. Đi tìm cái thùng phát sáng. Cái thùng phát sáng ở bên kia tường. Lời lời hoàng cái. Ôi da, dính ngay luôn. Bởi vậy nhiều khi tele ẩu là cũng chết như thường ha. Đó nổ sát kéo một phát là kéo một đám luôn á. Mình chơi thêm bé golem này là để hạn chế tốc độ di chuyển của những con quái lại. Có đồ trong này rồi, quăng ra coi cái khiên có gì đặc biệt. Rồi không có gì đặc biệt luôn, chỉ lượm đồ về bán mà thôi. Giờ chúng ta qua đây lấy cái này một cái. Rồi đi qua Flayer Jungle. Mình đã tới Flayer Jungle và có chỗ lấy con dao rồi nè. Chúng ta nhốt mấy em này lại, chơi Bone Spear và Curb Explosion liền. Kích nổ, không nói nhiều ha. Nói nhiều mấy con này làm gì được gì đâu. Tại vì nó thổi rồi, nó lao vô, nó quánh gì tùm lum hết á. Rồi em nào đâu, xuất hiện đây. Dao đâu? Đó, dao kìa. Có Holy Shock Aura nữa. Rồi cho nổ luôn. Khoan, lấy lộn, bình tĩnh, lấy lộn. Lấy lộn, lấy lại. Và xong rồi đó, giờ mình chỉ cần lấy những cái bình mana. Chúng ta chạy lên trên. Khu này á, là vừa lấy con dao, vừa có cái player dungeon. Ở đây, bước xuống, đi qua 3 tầng. Thiệt là xui quá đi. Mình bị Undead Dawn đập xỉu luôn rồi. Không có kịp ú ớ gì hết trơn đó. Nó đập một phát là đi ha. Rồi con dao nãy đưa trong Ormus rồi đó. Rồi để coi ông cho cái nhẫn gì luôn coi. Ta sẵn ta về ta làm nhiệm vụ một cái. Fire Rest. Rồi bán luôn đi. Bán lại cho ổng.
Giờ cái vấn đề ở màn 3 á, đi á là phải mở cửa ha, không mở cửa là đi bộ nè. Bây giờ mình phải đi bộ nè. Tại vì đâu mở cửa đâu. Mà nó xa thiệt là xa luôn. Tại vì cái bản đồ này nó còn đi qua Crema xong nó mới qua Flayer chân go nữa. Giờ khóc hận rồi đó. Nãy quên mở cửa. Rút kinh nghiệm, phải nhớ mở cửa nha, chứ không là đi bộ đó. Giờ bán đồ dọn dẹp cái rồi đi chạy lại cái khu Flayer đinh trên đó. Mình đã chạy marathon xong, bây giờ xuống lại gặp ngay mấy con Undead Dawn là khó chịu cực kỳ luôn. Nó vừa nhanh, nó vừa mạnh, và khi nó chết nó còn nổ nữa. Giờ ta phải chờ chút xíu mới lấy được cái xác nè. Tại đặt cái này lên á để chặn đường tụi nó chạy vô. Hết explosion ra được 3.3 level 3. Rồi cái xác của tôi đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. Đó, và lên đây, nắm da phải dậy mới được. Giờ mình sẽ chuẩn bị thêm các bình tím để chúng ta có thể bấm vô luôn một phát. Đảm bảo là không bao giờ có cái chuyện mà bị sốc sát thương như vậy nữa. Đã thấy được cái thùng phát sáng. Tê lê đại vô đây luôn á. Hơi bị nguy hiểm xíu. Mà đã vượt qua được, không sao. Rồi và Kalimbren nằm ngoài tầm giới rồi, không lấy được. Và mình sẽ tiếp tục nâng cấp explosion lên. Và nâng lên trên đây. Bao nhiêu là 98 dexterity. Giờ chờ chút xíu hồi máu cho anh đệ lấy cái Kalimbren. Mình đã tới được Lower Kuras. Cần qua mấy anh ơi. Mấy cái cây. Rồi cho nổ cái coi. Nổ chúng được 1-2 cây. Và bum 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 bum. Nổ liền, nổ liền. Nó đánh golem của mình á. Rồi xong. Anh đệ chui vô ngay đúng lúc nó phát nổ luôn. Và tiễn ảnh lên đường luôn rồi. Thì không biết là nói gì với ảnh bây giờ luôn á. Tự nhiên ảnh lao vô như đúng rồi vậy đó. Áo hai lỗ. Và bây giờ ta cần phải quay về mua lại anh đệ nữa. Mà thôi để mình đi vô Lower Kuras trước đi. Hay quá, có cái waypoint luôn nè. Về mua lại anh đệ luôn. Đã thấy cái Rui Temple ở Kuras Bazaar. Bước xuống đây. À, hên quá. Tại bản đồ này thì nó cũng đỡ hơn. Chúng ta sẽ không có bị spawn camp ha. Nghĩa là vừa bước xuống á là có một đống luôn á. Giờ vô trong đây. Từ từ, bình tĩnh. Rồi hạ gục được một con. Kích nổ, kích nổ. Ok liền. Cái chừng nó nổ xác ra ha. Nguy hiểm. Trước khi nó cho nổ thì mình đã cho nổ rồi. Rồi đó, còn con nhện nữa kìa. Sao mà chịu nổi được. Cái này có gì đặc biệt không? Và có được Fire Resist. Ta lấy cái này xuống xài luôn. Nó là kháng lửa ha. Và lấy cái cuốn này mang về. Trải này ra coi. Không có gì đặc biệt hết. Giờ đi qua cái cống. Mình đang ở dưới cống. Và đã thấy đường xuống tầng 2 nha. Có mấy con Undead Dawn ghê quá. Rồi bây giờ qua đây. Nãy có con dơi. Rồi bao lại. Ghê không? Giờ nó có Conviction Aura. Và lấy bình mana. Xong xuôi, chúng ta mở cửa này xuống. Giờ ta sẽ bắt đầu nâng thêm Strength. Mình sẽ nâng Strength lên cỡ 60. Ấy, thiệt luôn á, mấy cái Gem Shrine này nè. Nhiều khi vừa bước xuống hay vừa đi tới á, cái lỡ tay bấm không à. Khi chúng ta đang bấm đi tới vậy nè. Đó hơi uổng á, để chúng ta làm những cái cục mà Perfect nó tốt hơn. Giờ lên đây, mở ra, lấy Kalim Heart. Bên đây thì sao? Lại tiếp tục nâng cấp Explosion lên thôi. Đã tới được đường lên Travancore. Ta cứ việc chạy thẳng vô chỗ ổng. Ở chỗ này thì đừng có tạo mấy cái bức tường ra. Tại vì tạo ra hồi là hết đi á. Có mấy con ở dưới á. Thì được. Wow. Chiên ắn quá vậy. Chiên ắn nè. Amplify damage hả cưng. Ui dạ. Dài ghê luôn á. Double Arc Berserker thôi. Cái này nhiều đồ quá rồi. Thôi khỏi coi đâu. Nó cũng là Berserker thôi. Uống miếng nước giếng là có thể giải được những cái chuyện đó. Giờ ta vô luôn thì cũng được. Nhưng mà cần phải đi về. Vô cuốn sách cho ông Rocknan trước đã. Chạy vô đây. Waypoint Travancore lúc nào cũng ở đó.
có cái chân Sài Gòn mình không cần nữa, mình bỏ luôn. Cậu qua đây đưa ẩm cuốn sách. Rồi xong, ok luôn. Quen một phát. Mình sẽ nâng strength lên 60. Quay lại Travancore. Wow. Đi đâu hả mấy em? Đứng ở đó cho tôi trưởng đi. Đi đâu mà đi. Rồi rồi rồi, hội đồng nè, hội đồng nè. Thành viên hội đồng thì cũng như vậy thôi ha. Rồi anh đợi có thể xỉu. Không sao. Ow. Ghét mấy cái con Watcher này quá. Water Watcher không cần thiết. Rồi bu vô bu vô bu vô bu vô. Ủa sao có con này ra đây được hay vậy? Rồi cho nổ 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 nổ. Nổ sát liền. Không cần biết chuyện gì ở trỏng luôn á. Cứ cho nổ sát thôi. Và thoát Ifis. Chạy hả em? Chạy gì được mà chạy. Xong nha. Và có con gì nó đang trưởng xuống vậy? Rồi đi lụm. Lấy cây này ra, lấy cái này ra. Để cái này vô bấm một cái. Ok luôn. Trong đây không có gì hết nha. Ta vô đây bấm một cái rồi. Đập. Bùm. Mở phong ấn. Giờ phong ấn mở ra một cái mình đi xuống dưới đó. Giờ để về bán cái cây này nữa. Mở. Ok luôn. Đây là tầng 1 Durant Up 2. Về bán đồ một cái. Cái waypoint thiệt là biết làm ức chế ghê luôn á. Waypoint ở sát bên đường xuống ha. Rồi và bây giờ ta đi về một cái. Chỉ cần đi về đây, bước vô cái cửa mình mở sẵn là mình sẽ tới được đường xuống tầng 3. Tại mình thấy đường xuống tầng 3 trước. Nãy mà mình đi lên một cái là mình thấy liền luôn rồi. Đỡ phải vất vả như vậy. Bên dưới cái chỗ Durant Up 2 này á, căng thẳng nhất là mấy cái con Undead Dawn thôi. Giờ mình vô mình xử thành viên hội đồng một cái. Nhốt thành viên hội đồng lại. Là không có bằng ăn gì được nữa đó. Nè, con gì hả? Con gì đâu? Rồi, vô vô vô. Mấy con này cũng muốn vô thì hả, bao dây lại hết luôn. Không đi đâu đó. Ở chổng luôn nha mấy cưng. Tích lo nè. Anh đệ bình tĩnh. Anh đệ phải bình tĩnh. Để bình tĩnh là anh xỉu luôn á. Và có gì đặc biệt không? Cái quan trọng ta coi có gì đặc biệt hay không. Và còn một em ở đây. Uống mana vô một cái. Khu vực bên dưới này có thành viên hội đồng vui lắm. Và để nâng cái số gốc lên 60 luôn. Nâng này lên 100. Vừa đủ đẹp. Nâng bên đây. Và coi cái charm một cái. Charm có gì đặc biệt? Poison damage. Bỏ qua một bên. Đi vô đây. Đây là Nightmare. Thử thành viên hội đồng bên này luôn. Hết chạy nghe cưng. Đứng đó cho tôi trưởng thôi. Bé Golem có xỉu thì cũng không sao. Rồi triệu hồi bé Golem mới. Hết kỳ luôn. Và chạy vô đây luôn. Mephisto. Hiểu rồi đó. Nè nè nè. Bao thêm mớ nữa. Rồi và đứng đây trưởng thôi. Nhớ bơm mana thêm nha. Rồi và Mephisto đang đánh những cái bức tường của mình á. Thì nếu cảm thấy những bức tường đó không trụ nổi thì ta triệu hồi thêm. Bao nhiều lắm. Khủng khiếp lắm. Thế nào Mephisto cũng ở chổng luôn à. Rồi anh để chạy vô được rồi kìa. Ảnh vô là ảnh muốn bị gì thì kệ ảnh. Mephisto Soulstone. Cất vô. Rồi rồi, chuyện gì vậy? Anh đang làm gì vậy? Hả anh để? Giờ mình chỉ còn có mana thôi. Còn một thành viên hội đồng bên đây nữa, chơi luôn đi. Khỏi chạy em. Tôi trưởng là khỏi chạy. Cũng không có gì đặc biệt lắm ha. Giờ chúng ta chạy vòng lên trên này. Kiểm tra một vài cái thùng trên đây. Trên đây có con gì không? Có luôn, nhốt luôn. Hết chạy. Rồi và cho phát nổ luôn. Kiểm tra cây này trước. Để cái này lên. Không có gì hay ha. Và lấy cái này, lấy cái này. Hết chỗ. Cái tay. Javelin skill 10% attack speed. Level mấy? 37.
hơi cao. Bây giờ chạy vô đây, qua cái cầu, bước qua bển qua màn 4. Mình đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, bây giờ ta bắt đầu màn 4. Chạy ra đây, đi theo bờ vực để qua những nơi kế tiếp. Ui, ghê quá, ghê quá. Sâu kìa. Mình vừa mới qua thôi đó. À, con chùm thấy con chùm rồi, thấy con chùm rồi, bà con bình tĩnh. Cái gì mà đông vui quá vậy? Gì mà đông quá sao tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở chổng luôn vậy? Đó, thấy chưa? Sâu. Không có kháng điện là chết nha. Rồi phải có bé Golem á, là để cho giảm tốc độ mấy con nó xuống một cái. Đang cho phát nổ bớt. Nổ chết được con gì thì cho. Rồi còn mấy con này thôi, hay quá. Rồi, vô. Để vậy mới được chứ. Ôi, còn sâu nữa. Sao đâu ra nữa vậy? Nè, sâu nữa nè. Vẫn còn phía bên kia nữa. Liên tục luôn nha. Không có thể thở được luôn á. Cho tôi thở xíu coi. Đang đánh con chùm vừa mới lên khỏi cửa một cái thôi là bao dây luôn. Nào là chùm, nào là mấy con sâu linh hồn trưởng điện nè. Thiệt là căng thẳng quá đi. Cái này đem về bán rồi đó, không có gì đặc biệt hết. Giờ ta qua nơi kế tiếp luôn. Mình đã thấy được waypoint của City of the Dam. Giờ ta mở lên cái, quay ngược về. Để nãy bị phục kích xỉu rồi. Rồi và về đây nhận phần thưởng. Nâng vô Cup Explosion lên được 7 yard. Và cũng chưa có gì đặc biệt lắm. Chỉ cần bán mấy cái món này rồi đi tiếp thôi. Quay lại đây, làm gì ghê vậy? Rồi có một con xỉu chưa? Một con xỉu là cả đám cùng xỉu thôi. Đơn giản dễ hiểu ha. Rồi ta đi xuống luôn đi. Ở trên dây dưa lâu lắc lắm. Xuống đây ưu tiên tìm chỗ tên thợ rèn trước. Đã thấy waypoint của River of Flame. Vậy là phải đi ngược lại chút xíu. Cái chỗ mình mới xử lý mấy cái tên trong đây. Sao ta. Rồi nó bung rồi đó. Đang tính tê lê qua. Chạy xuống đây. Tên thợ rèn đâu? Đó, tên thợ rèn kìa. Nó có mấy con xung quanh nữa. Tao lại. Rồi, mấy con xung quanh này, nếu mà nó bu vô tên thợ rèn thì dễ hơn ha. Rồi có mấy con nhỏ nhỏ đây nè. Quái. Kích hoạt cái Cup Explosion nó rất là đơn giản. Khi mà có những cái con nhỏ nhỏ đó. Hết mana luôn thấy không. Kích hoạt quá chừng luôn. Và con chùm đứng ở giữa không có trúng ai hết trơn hết á. Thì bắt buộc là mình phải chưởng. Xong luôn. Ector Corbin. Cây này mấy lỗ? 2 lỗ. Rồi lấy cây búa. Đi vô. Khoan, kiểm tra cái nón một cái. Giờ kiểm tra cái nón trước đi. Light mana. Nón nhìn cũng vui vui. Rồi còn em nào nữa không? Bao lại trước một cái. Rồi cho nổ sát ha. Cái chiêu nổ sát này á, đi về sau á, càng lúc nó sẽ càng mạnh hơn. Tại vì những cái con quái nó càng lúc nó càng mạnh mà. Đập. Bể ra. Và ta sẽ được. Được gì đây? Pull rune. Hay rồi. Pull rune là cũng ngon rồi đó. Tiếp tục thì chúng ta sẽ chạy thẳng vô Chaos Sanctuary luôn. Mình đã tới cửa của Chaos Sanctuary. Anh để đâu rồi? Chơi kỵ anh. Và mấy con tâm hùm thì ta vẫn có thể bỏ vô trong nhà lao được ha. Tại vì tụi nó bay làm sao ngộ lắm. Nó không phải linh hồn nó mới vượt qua được. Kiểu như là linh hồn thì nó mới vượt qua được ha. Rồi tới đây thì kích nổ sát thôi. Lần này mình sẽ đi cái khu bên trái trước. À, tất nhiên là sẽ phải kích nổ sát nhiều nhiều chút. Gì đây? Tưởng cái con kia chạy vô chứ. Rồi vô. Ê. Bao lại hơi fail chút xíu. Nhưng không sao. Một con nằm xuống là cả đám cùng nằm xuống. Chơi Necromancer là vậy á. Vui lắm. Rồi kiểm tra coi. Ở đây còn mấy bình mana thôi.
ta đi qua cái khu chính giữa. Khu chính giữa này thì Lord Darcy. Đâu. Rồi đó. Lord Darcy. Chỉ cần chưởng một cái con của Lord Darcy thôi là kích hoạt. Nổ xác. Nổ hết những con còn lại. Ở khu bên phải thì ở đây nó sẽ hơi nguy hiểm hơn miếng. Tại vì có cái đàn kia nó hay bu vô lắm. Giờ để ta coi mở đằng trước hay mở đằng sau. Ê, vậy là mở đằng sau rồi. Đằng trước này không có. Nhiều khi mở đằng trước có, nó sẽ xuất hiện đâu đó quanh đây nè. Nhưng mà bây giờ mình phải chờ cái đàn nó xuất hiện thì mình mới có thể đặt được. Rồi, tới rồi kìa. Đó. Để đảm bảo là chúng ta được an toàn phía bên trong ha. Thì sát thương của tụi nó mạnh lắm. Nhiều khi nó đánh bể mấy cái bức tường này luôn. Anh để sung vậy, anh để. Bảy à. Đâu rồi. Prospector up soul. Inspector up soul chứ. Infector up soul. Cái con đó, cái tên của nó. Rồi lụm một cái. Đó, tôi coi cái cào ấy coi. Rung quá. Tay rung quá vậy. Rồi, Diablo thì cũng như vậy. Đây. Chúng ta đứng từ ngoài, chưởng vô ha. Chịu khó né mấy cái lửa của Diablo ra. Ui da, nó là phải né mấy cái lửa nha. Nữa kìa. Anh đệ có xỉu thì cũng kệ ảnh thôi. Đó là cái tật của ảnh, thì ảnh ráng chịu. Giờ mình cũng không thấy Diablo luôn á. Thôi cứ thoải mái. Dày lắm em ơi. Dày cỡm mà. Chúng ta phải vừa chưởng vừa di chuyển chỗ để tránh mấy cái điện này nọ nè. Rồi mấy cái lửa đi hấp lô chịu hồi lên á. Ôi dè. Đi hấp lô chạy ra được chút rồi kìa. Không có được. Cái lửa dài lắm. Rồi xong. Ok luôn. Xỉu rồi nha. Diablo hả cưng. Và rất được một cái kiếm. Không biết nói gì luôn với Diablo nữa đó. Để kiểm tra cây kiếm. Này là Eisenhut. Chính xác. Kiếm đó thôi dục nhà đi. Trong này có gì nữa vậy? Ôi ngọc không à. Kiểm cái này luôn. Rồi giờ cái này qua một cái là mình có chỗ. Cái này đem về bán thôi. Mở cửa. Về đây nói chuyện với Thiriel. Mua lại anh đệ và đi qua màn 5. Chúng ta đã bước tới màn 5. Và trước khi tới màn 5 thì coi lại điểm đồ này nọ. Giờ Fire Resist rất là cao ha. 61% luôn. Và bên đây kháng độc 70% luôn. Thiệt là đã luôn á. Nhưng mà có kháng băng hơi yếu một chút. Và cái điểm Bone Spear 1000 tới 1002 đi, 1001 tới 1002 thì mình đang nâng cái điểm khác cho nên cái Bone Spear nó sẽ hơi yếu một chút. Chúng ta đã nâng maximum được bên này, bây giờ ít nhất phải nâng maximum được cái Bone Wand nữa. Và trên đây thì nâng được 11 điểm rồi. Hãy để nâng 10 điểm nó sẽ đẹp hơn ha. Nâng 11 điểm nó hơi lẻ chút xíu. Và được cộng thêm 5 điểm nữa cho nó lên 16. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải nâng vô tiếp Bone Wand để giúp cho cái Bone Spear mạnh hơn. Ta chạy ra đây. Đi ra đây làm nhiệm vụ ở màn 5 Nightmare. Độ khó Nightmare. Hello. Wow. Cộng 1 Assassin Skill. 5% hút máu. Đã thấy Shandy Overseer. Và khu này rất là đông vui. Thì tất nhiên là cho nổ rồi đó. Nổ tới ở trỏng luôn. Và nổ banh chành Shandy Overseer luôn. Và nếu bạn nào đang thắc mắc là vì sao mà mình không có xài một cái curse hay là một cái nguyền rủa nào hết trơn đó, là bởi vì chúng ta chơi ở đây chưởng cái này là sát thương magic ha, nghĩa là sát thương phép magic damage, cho nên không có cái curse nào nó phù hợp hết trơn. Chỉ có một cái nó phù hợp nhất á, nó sẽ là cái decrepify này thôi. Và bây giờ mình chưa thấy cần thiết phải nâng decrepify cho nên mình chưa có nâng thôi. Và có mấy cái như là lower resist, nó chỉ ảnh hưởng đến những cái sát thương nguyên tố thôi. Điện, lửa này nọ thôi. Còn sát thương vật lý á,
thì nó sẽ cần phải có Amplify Damage hoặc là Decrepify. Và bây giờ ta chạy lên trên cái đã. Đang lấy bình mana ăn phát. Lên cấp luôn rồi. Giờ nâng gì đây? Máu. Ôi ôi, mấy cái cây này chơi Frenzy nè. Giống như mấy con bò vậy đó. Đánh cũng đau lắm. Máu nhiêu đó trước đi. Mình sẽ nâng tiếp Dexterity lên. Ở bên đây lên. Và điểm thì sẽ nâng vô. Đây. On one. Vết thương bên đây. Ăn lên được miếng nữa. Đi điên, họ là giải cứu được hết mấy anh chàng Barbarian luôn rồi đó. Tìm được ba chỗ luôn. Cái nhiệm vụ này thì thường là mình không có làm ha. Tại vì không có cho cái rune gì mới hết trơn hết á. Cho nên không có cần phải làm lại khi qua Nightmare. Đã thấy đường qua Ariad Playthrough. Rồi kích nổ, kích nổ. Kích nổ nó sẽ khỏe hơn. Thay vì hả phải trưởng quá chừng trưởng luôn. Chúng ta giảm cái lần trưởng lại. Đông quá đông. Chỗ này là gần tới chỗ Thresh Socket rồi. Cứ bình tĩnh nào mấy em ơi. Rồi Shaman hả cưng. Hồi sinh hả cưng. Cái chuyện vàng gì đây? Thế chưa? Có con Shaman. Điều kiện. Cái chuyện vàng. Curse Necromancer. Ta không cộng Poison and Bone Skill. Ui da. Dạ. Dính cái gì vậy? Còn mấy con này tới hỗ trợ nữa. Cho nó vô trong này luôn đi. Vô nhà ngục. Nhốt lại cầm tù nó. Bùm. Long bow. À, cái đó cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Cho nổ được không? Cho nổ được thì cho nổ bớt ha. Để cho nó khỏi nhiều chuyện nữa. Giờ chúng ta xuống dưới đây tìm chỗ giải cứu cô anh già. Đã thấy đường xuống giải cứu cô anh già. Có mấy con rắn dữ quá. Mình trưởng Bone Spear nó cũng chơi Bone Spear. Wow 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 wow. Xém nữa, xém nữa. Giỡn hả mấy đứa? Hên là có bình tím á nha. Bấm một phát được liền luôn. Ở đây là cộng 20% Factor Run Walk. Đem về bán thôi. Phải là đúng căng thẳng luôn á. Cái pha đó mở lên như đúng rồi. Rồi ta sẽ nâng vô trong đây. Và tiếp tục nâng một phát. Tăng được điểm bên đây lên. Ok rồi đó. Đi xuống dưới đây. Căng thẳng quá các bạn ơi. Quá căng thẳng luôn á. Coi tụi nó bắn kìa. Mình phải dựng tường lên chắn. Dựng tường nha. Bone wall chứ phải là cái xài cái bone prison. Tại vì dựng tường lên á, nó sẽ bự hơn được miếng. Nó bảo vệ mình tốt hơn. Ví dụ như chúng ta đi qua đây. Mấy chỗ này chúng ta kích nổ sát hết. Nè. Rồi. Thấy cái con này thì nó bay qua không nói đi. Hạ gục được một vài con là cho nổ sát liền. Đây 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 đây. Đó nó tới nữa kìa. Mấy cái con đó bắn rác lắm luôn á. Cho nên phải dựng tường lên liền. Có vẻ như sắp tới chỗ giải cứu của anh già luôn rồi đó. Rồi, vô đây, vô đây. Tới gần gần chút. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi, ok luôn. Ở đây thì đơn giản ha. Chúng ta chỉ cần hạ gục một vài con rồi cho nổ xác. Chùm đứng ở sau, xa quá. Để mình tê lê vô trọng. Nói chuyện với cô anh già một cái, mở cửa. Chúng ta sẽ cần phải lấy chỗ. Để chạy về lấy bình nước sôi. Hay là chai nước sôi từ bà Mala. Cô thích tắm nước sôi. Đây, cho cô chai nước sôi. Đây là gì? Đây là gì? Đây là gì? Alibaba phải không? Nghi lắm chắc không phải đâu. Rồi, không phải Alibaba rồi. Cái Alibaba vui hơn ha. Bone knife, có gì đặc biệt? Wow. Em về bán. Rồi, cái circlet nữa nè. Em những món đó về bán thôi. À, quay về được rồi đó. Chúng ta sẽ được cộng kháng. Yeah. Vô. Về đây cất cái này lên. Cục thái này ra luôn. Để mình bán cái này đi. À được. 18.000. Cũng ngon lành rồi. À, cho tờ giấy. Ấm một cái. Cái kháng này lên cao lắm rồi ha. Nó không có lên được nữa đâu. Nhưng mà từ từ thôi. Đêm mới Nightmare à. Chuyện đâu còn có đó. Người ta chạy xuống đây. Cô anh gia sẽ cho mình cái gì đây? Một cái đầu. Cái đầu này là đầu gì?
Đâu gì? Rồi dở quá, trả lại cổ luôn. Quay lại Crystalline Passage, ta sẽ tìm đường lên Glacial Trail, xong rồi lên Frozen Tundra. Ôi dè luôn, hay quá. Đường xuống Ancient Way, sát bên cái waypoint. Rồi xử cái con đó một cái, ta chỉ lấy tiền thôi, không có gì đặc biệt hơn nữa. Rồi mấy em này muốn gì? Muốn gì thì chiều thôi. Bây giờ ta sẽ tìm đường lên Ariad Summit nè. Ta thấy được đường lên Ariad Summit, bước lên trển. Rồi và bây giờ ta rất là tự tin luôn. Lên đây là phải tự tin mới được, không tự tin là khó chơi lắm. Giờ ta sẽ phải quan tâm đến một cái là Immune to Magic. Thì thường thường mấy anh chàng này á, hiếm thấy cái chuyện đó lắm. Và không được có Curse, không được có Aura Enchanted và Lightning Enchanted. Rồi vô, kiểm tra liền. Có Curse kìa. Rồi bây giờ có Curse đúng không? Uya, đừng có Special Hit thôi. Uh-oh. Cứ bao xung quanh mình hoài. Đứng đó luôn đi. Mấy anh chàng đó có thể đi ra được á. Tại vì có một anh là có quật win. Rồi một anh là có nhảy. Bạn chiêu có Barbarian không á. Ủa đâu rồi? Mà đất đang đánh mà đất trước. Sắp xong mà đất rồi. Ok. Ủa? Xong lượt hai người luôn. Chưởng cái chúng hai người luôn. Còn Talik. Talik thì hay quật win quá. Ê, coi chừng. Rồi nếu mà có cái Decrepify á, nó sẽ hỗ trợ thêm được tốt hơn ha. Rồi xỉu nè em. Ở đó mà quật win hoài. Ok luôn. Bây giờ ta tiếp tục đẩy chiêu này lên. Mình đang nâng được 120 rồi. Mình sẽ nâng tiếp vô. Rồi và ta bước xuống đây luôn. Đi tìm đường xuống tầng 3. Và chắc chắn sẽ mở waypoint ở tầng 2 luôn nha. Giờ xuống tầng 3 luôn á. Mình đã tới tầng 3 của World Tone Keep. Và đã thấy đường xuống Throne of Destruction. Ghê nha. Mở lên. Ây. Có cần phải tiếp toán nồng nhiệt kiểu vậy không? Không được. Nãy giờ không gặp sâu. Xuống tới đây cái gặp sâu. Chịu không nổi luôn á. Bell đã cười. Và cái phòng ở bên trong này thì cũng không có đông lắm. Đó không có gì đặc biệt ha. Bây giờ chuẩn bị. Mời xuống. Ở chổng luôn đi. Khỏi đi đâu hết á. Nè. Một con xỉu là cả đám cùng xỉu. Bởi vậy mới nói là Necromancer sẽ mạnh nhất khi mà có nhiều quái ha. Tại vì ta có thể kích nổ sát rất là thoải mái. Không có sợ bị cái Decrepify của Bell luôn á. Cái dòng cận chiến là còn bị Decrepify khi mà nó vô gần quá. Ê da. Rồi, bung lên. Chưởng vô. Đó, xử lý những cái con nhỏ nhỏ luôn. Cái con kia cũng xỉu theo. Chắc chắn. Và nếu mà không có nâng cái chiêu nổ sát này á, mà chỉ chơi Bone Spear thôi, thì sẽ vô cùng khổ luôn đó. Rồi anh đệ có thể hỗ trợ ảnh được chút. Rồi ok, chạy ra. Bây giờ 150 rồi, mình vẫn còn đang nâng Dexterity 135 rồi đó. Nâng vô bên đây. Ê. Ta phải canh nha, để Bell chịu hỏi mấy con ra. Úp cái Bone Prison liền. Úp ngục văng vô liền. Đó. Rồi. Bậy rồi. Pha này bậy lắm luôn. Xém nữa. Chút xíu nữa là đi luôn rồi, thấy không? Nghĩ sao tự nhốt mình chung với cái đám đó. Không có được vậy nha. Nhốt mình vô chung á là phiền lắm đó. Hết mana luôn. Kích nổ gì tùm lum hết trơn luôn mà. Rồi còn một con nữa. Thầm. Xong xuôi. Ta lấy những bình mana xuống. Cho bình super luôn. Giờ tới mấy con này nè. Mấy con khủng long. Bao lại. Rồi. Bao lại. Có con nào xỉu chưa vậy? Đang tập trung chưởng một con trước đi.
Rồi có một con xỉu là cả đám dễ xử. Ok luôn, xong rồi đó. Xong rồi, nằm xuống rồi đó. Rồi bây giờ mời đi vô. Chỗ này thì cần phải coi lại đồ đạc một cái. Không có đồ gì đặc biệt hết, ngoại trừ máu thôi. Mình lấy mấy bình super healing thôi. Rồi ta đã sẵn sàng luôn nha. Bây giờ vô chổng quánh beo luôn. Vô. Rồi một đống nè em ơi. Chưởng thôi. Và chủ yếu là mana. Nếu mà có cái decrepify thì cũng được. Ồ rồi sao? Beo đâu rồi? Chạy chứ sao? Cái này phải chịu khó đứng gần tầm cận chiến á. Nữa rồi. Lát hồi nữa là chỗ này không có cái gì đi được luôn nha. Chắc chắn luôn á. Để coi khi mà mình bỏ đống vậy nè, nó tê lê không được thì nó đi làm sao. Để cho con golem ra một cái. Ê ê, ăn hết mấy cái tù này đi. Mấy cái rau khó chịu lắm. Rồi ta đứng xa xa chưởng. Ống hả? Khỏi lo. Chơi Shadow Clone nữa. Dạ dạ dạ. Cẩn thận nè, cẩn thận nè. À, để bơm cái này lên luôn đi. Thấy nguy hiểm. Vẫn còn chưởng được. Mấy cái râu này chưởng nhanh lắm. Không có khó khăn gì hết. Chỉ có điều là beo đâu. Rồi xong rồi đó. Hạ gục được beo. Chúng ta cất những cái này xuống coi. À, được cái gì nữa? Cây kiếm. Kiếm cái gì mà về bán được giá nhất luôn á. Mấy cây này bự quá. Cây sai nữa. Cây sai chắc bỏ hôm đó đi. Đâu, kiểm tra coi. Cây này có gì đặc biệt? Rồi không có gì luôn. World Spear đã đỡ hơn được chút. Mấy cây cung thì bình thường. Có cái này là đặc biệt nè. Có sửa đồ bền luôn. Mặc dù là đồ Ethereal. Bone Prison, Bone Wand hả? Không cộng Bone Spear. Nhưng là đồ vàng bán cũng sẽ được giá ha. Nhưng mà sát thương thì chưa được cao lắm. Rồi vô đây. Bước vô đây hoàn thành độ khó Nightmare. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành được độ khó Nightmare cùng với cốt hệ Ma Pháp Sư Necromancer. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn trong những video clip khác. Bye bye.